Hello, xin chào tất cả bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Thắng. Thì video này cũng không có làm gì nhiều và video này mình sẽ cho bạn coi quá trình tạo ra một cầu thủ của mình nha, ok chứ? Thì tạo cầu thủ thì cũng đơn giản thôi, có các bạn thì biết rồi đó. Thì lúc khi tạo cầu thủ thì nó sẽ hiện ra cái mục này. Mục này mục tạo cầu thủ nha. Rồi mình sẽ tạo cho bạn coi mình thích cầu thủ nào mình tạo nha. Bên này là họ, mình sẽ ghi là mình họ Mai nên mình sẽ ghi họ Mai nha. Mai, bên này mình sẽ ghi Văn Khánh. Khánh rồi. Xong. Mình sẽ chọn cái này đá tiền đạo. Mình sẽ chọn màu tóc. Tóc này mình thích mình sẽ đổi. Tóc với khuôn mặt luôn nha. Đầu trọc. Tóc này đó, mình thích tóc này này, mình sẽ nhậm nó lên nha. Được, lúc trước mình cũng tạo một cầu thủ và nhậm tóc màu đó rồi. Đây này, mình sẽ chọn màu này, mình đá trên trái nha. Số thì mình chọn số 9 nha, tại số 9 là số thắng của mình. Bên này quá trình tạo dâu. Rồi, mình sẽ chọn qua nước nha. Mình sẽ chọn nước. Mình sẽ kiếm nước nào mà mình thích nha. Pháp, Gabon, Ireland, Đức. Ok. Mình kiếm nước nào mình thích nha. Iran, Indo, Iran, Iraq, Egypt, Iraq, Nhật Bản. Triều Tiên, có Triều Tiên nữa các bạn. Có Triều Tiên mà nó không có Hàn Quốc đâu, mà nó không có Việt Nam đâu, kỳ ghê rồi. Mình quyết định giờ mình sẽ chọn Hàn Quốc nhá bạn. Ok. Sau khi tạo xong thì mình nhấn vô. Thì nó sẽ ra một màn ăn mừng luôn nè. Người Văn Thánh. Rồi, tân binh mới của mình. Mua và chỉ nhận một năm, có tên là Mai Văn Khánh, sĩ số 91, sở trường đá tiền đạo, cánh cánh hay tiền đạo cắm cũng được nha. Rồi ok, mình sẽ vô nâng cấp, mình sẽ vô trong này nâng cấp nó nha. Kéo xuống nó này, trời bao chiếc ra thì nó vô nâng cấp. Cái này các bạn nâng cấp 100 cũng được nha. Rồi cầu thủ này mình cũng rất thích. Ok, có một cầu thủ rồi. Rồi nâng cấp được 3 lần rồi. Thì mình sẽ cho bạn coi cầu thủ mình nâng cấp nó đá thế nào nha. Mình thử cho nó đá thử một chút nha, rồi mình tắt nha. Rồi, nó đá tiền đạo cắm. Mình cũng rất thích nó đá tiền đạo cắm nha các bạn. Rồi. Đó các bạn, một penalty rồi. Hồi nãy mình suýt bị phạm lỗi và bên kia là nhận một chiếc thẻ đỏ luôn. Đó các bạn thấy chưa, phạm lỗi chắc chắn luôn. Rồi mình sẽ cho Văn Khánh suýt penalty nha, các bạn nghĩ bên nào vào chứ? What? Đó, đá cũng rất hay nha bạn, ok chứ? Mai Văn Khánh trúng cột dọc, Messi kiến tạo lại. Các bạn quay lại nha. Rồi mình không hướng dẫn gì nhiều nữa nha. Video này mình cũng kết thúc tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký với mình nhé. Còn các bạn nào mà thắc mắc gì thì các bạn cứ comment lại phía dưới nha. Ok, thank you. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye. Whoa, 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 whoa. Come on, guys, subscribe. Right now.